Những năm gần đây, mỗi lần về với xứ Nghệ, người ta thường không quên đến với bãi biển Cửa Lò. Nơi này được thiên nhiên ưu đãi ban tặng cho những thế mạnh riêng có. Theo năm tháng, những tiềm năng ấy được con người khám phá, khai thác. Đó cũng là quá trình Cửa Lò bộc lộ giá trị to lớn của mình trên nhiều lĩnh vực. Nếu như miền đất non xanh nước biếc của xứ Nghệ được ví như một bức tranh đẹp, thì Cửa Lò chính là viên ngọc xanh trên bức họa đổ ấy. Từ một vùng cát êm đềm giản dị ven biển, Cửa Lò ngày nay đã là một trong những điểm đến thân thiện và ưa thích của du lịch Việt Nam. Thị xã Cửa Lò cách thành phố Vinh, một trung tâm kinh tế văn hóa của khu vực Bắc miền Trung, gần 20 km về phía đông bắc, cách thủ đô Hà Nội 290 km đường bộ về phía nam. Từ Lào, Thái Lan có thể theo quốc lộ số 7 và số 8 đến với Cửa Lò trên những cung đường không xa. Muốn về với bãi biển Cửa Lò, ngoài những phương tiện đường bộ quen thuộc, bạn có thể chọn đi bằng phương tiện đường sắt. Ga Vinh mỗi ngày có hàng chục chuyến tàu khách trong ra và ngoài vào. Nếu chọn đi phương tiện hàng không thì sân bay Vinh cách Cửa Lò không đầy 10 km. Cảng Cửa Lò cho phép cập bến những con tàu có tải trọng 4 vạn tấn với năng lực 4 triệu tấn năm, tạo điều kiện thuận lợi về hàng hải. Tóm lại, đây là nơi đến hay đi đều thuận tiện. Hiếm có nơi nào lại được thiên nhiên ưu đãi ban tặng cho những đặc điểm thuận lợi để trở thành khu du lịch nghỉ dưỡng tốt như bãi biển này. Từ đầu thế kỷ thứ 19, người Pháp đã xác định nơi đây là một trong những bãi biển có điều kiện tự nhiên tốt nhất ở nước ta. Vì vậy, từ năm 1907, chính quyền thuộc Pháp đã cho xây tại đây khu nhà mát đầu tiên. Về điều kiện tự nhiên, Cửa Lò có bãi biển dài trên 10 km. Cát ở đây vừa mịn vừa sạch, bãi phẳng và thoai thoải. Nước biển Cửa Lò trong xanh, sạch và có độ mặn vừa phải. Sóng biển nơi này thân thiện và đặc biệt là chưa bao giờ có sóng thần. Cùng với những đặc điểm quý của biển thì nắng, gió và độ ẩm của không khí nơi đây đều thích hợp với yêu cầu của một khu nghỉ dưỡng. Không chỉ là bãi tắm tốt, không khí trong lành, Cửa Lò còn là vùng biển có phong cảnh hữu tình với những bức tranh đa phong cách của đảo Ngư, đảo Mắt, đảo Lan Châu. Nằm giữa hạ lưu sông Lam và sông Cấm, hai con sông đã ngàn đời nuôi dưỡng đôi bờ một nền văn minh phát triển và giàu bản sắc. Cửa Lò được bao bọc bởi một không gian có chiều dày lịch sử văn hóa. Đất lành xứ Nghệ vốn nổi tiếng với truyền thống hiếu học và giàu lòng yêu nước. Nơi đây đã sản sinh ra những con người kiệt xuất trong lịch sử dân tộc và nhân loại. Bên kia bờ sông Lam là khu nhà thờ và tưởng niệm đại thi hào Nguyễn Du. Bên này dòng Lam là đất Phượng Hoàng Trung Đô, nơi anh hùng áo vải Nguyễn Huệ chọn xây dựng đế đô cho triều đại Quang Trung. Ngược dòng Lam đến với đất Nam Đàn, một vùng đất có rất nhiều địa danh gắn với quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước. Núi Đụn là nơi vua Đen Mai Thúc Loan xây thành đắp lũy kháng chiến chống quân xâm lược. Làng cổ Xuân Hòa là nơi sản sinh ra nhà thơ, nhà yêu nước Phan Bội Châu, một chí sĩ sống mãi với đời bởi tấm lòng yêu nước cháy bỏng và những câu thơ dậy sóng. Bè bạn năm châu bốn biển vẫn thường về đây thăm thôn nghèo giản dị, nơi ra đời và lớn lên của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị anh hùng giải phóng dân tộc, một danh nhân văn hóa của nhân loại. Đôi bờ dòng Lam cũng là địa bàn mang trong mình thật nhiều điều mà dòng chảy lịch sử muốn kể với lớp người sau. Từ tượng đài kỷ niệm phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930 ở huyện Hưng Nguyên, cho đến khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ở ngã ba Chuông Bồn, ngã ba Đồng Lộc. Ở xứ Nghệ có nhiều tượng đài, nơi mà mỗi người có thể soi mình vào đó, mỗi dịp tỏ lòng biết ơn tưởng nhớ.
là một vùng đất vốn thuộc huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, nơi có chiều dày lịch sử với những truyền thống tốt đẹp về văn thao võ lược. Nơi đây chính là quê hương của Cương Quốc Công Nguyễn Xí, một trong những khai quốc công thần có công lớn trong kháng chiến chống giặc Minh. Đây cũng là quê hương của nhiều võ quan và trí thức, văn nhân qua nhiều triều đại. Cũng trong quá trình xây dựng và bảo vệ vùng đất, bản sắc văn hóa cộng đồng được hình thành và phát triển. Người có công đầu khai mở vùng đất là ông Nguyễn Sư Hội, một vị tướng tài và là con trai của Cương Quốc Công Nguyễn Xí. Cách đây hơn 500 năm, ông Nguyễn Sư Hội nhận lệnh vua về đất này chiêu dân lập ấp. Cũng từ đó quá trình xây dựng và phát triển vùng đất mở ra. Dẫu qua nhiều giai đoạn thăng trầm biến cố, nhưng sự sống nơi này ngày một sinh sôi. Từ một làng chài nhỏ bên biển bãi ngang ngày nào, hôm nay Cửa Lò đã là một thị xã du lịch biển. Đó là một quá trình lịch sử của biết bao thế hệ nối tiếp nhau đóng góp công sức máu xương để xây dựng và phát triển vùng đất. Dẫu là vùng đất có nhiều tiềm năng và lợi thế, nhưng sau chiến tranh, Cửa Lò chỉ còn là những làng cát nghèo ven biển. Cho đến năm 1980, tuy bãi biển đẹp nhưng cả vùng cũng chỉ có 8 đơn vị làm dịch vụ du lịch. Sự phát triển vượt bậc của vùng đất chỉ được bắt đầu từ năm 1994, thời điểm Cửa Lò chính thức trở thành một đơn vị hành chính cấp thị xã. Nhằm tạo bước phát triển mạnh cho ngành dịch vụ du lịch, chính quyền và nhân dân địa phương đã tập trung ưu tiên đầu tư xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng đô thị. Cửa Lò hôm nay là một thị xã du lịch có hệ thống giao thông khá phát triển với trên 100 km đường phủ nhựa, với đầy đủ hệ thống bãi đậu xe và đèn chiếu sáng, mạng lưới điện và hệ thống cấp thoát nước đảm bảo tiêu chuẩn của một đô thị du lịch. Những dãy phố khang trang với đầy đủ cơ sở hạ tầng cùng nhiều công trình công cộng khác đã đem đến cho khách du lịch sự thuận tiện và thân thiện. Cơ sở hạ tầng khá hoàn thiện, cho phép thị xã tăng năng lực phục vụ du lịch. Vì vậy, những năm gần đây, nhiều người đã chọn Cửa Lò là điểm đến cho kỳ nghỉ gia đình. Về với biển là để tận hưởng những món quà thiên nhiên ban tặng. Nhưng cũng có những thứ ở đây có sức hấp dẫn mà không hẳn là của trời cho. Khách đến với Cửa Lò không chỉ được tận hưởng không gian xanh của biển mà còn được tận hưởng không gian xanh của cây. Cửa Lò ngày nay có nhiều thảm cỏ và cây xanh. Cách đây chưa lâu, nơi đây còn là vùng cát trắng, nắng nung người. Gió của biển cũng không chống được cái nóng của cát trắng trong gió phơn Tây Nam. Bây giờ thì màu xanh cây lá góp sức gọi về những làn gió mát biển Đông. Trong những năm qua, chính quyền thị xã Cửa Lò đã có chính sách huy động các nguồn lực, khuyến khích đầu tư, mở rộng liên doanh liên kết. Do có những quyết sách đúng đắn ấy mà chỉ trong một thời gian ngắn, Cửa Lò đã trở thành một đô thị biển có cơ sở hạ tầng khá phát triển. Hiện tại trên địa bàn thị xã đã có hơn 250 khách sạn lớn nhỏ với quy mô 7.000 phòng và 15.000 giường. Trong đó tỷ lệ khách sạn có chất lượng từ 3 đến 4 sao ngày càng tăng. Hệ thống cơ sở hạ tầng và khách sạn được thị xã quy hoạch một cách khoa học và thẩm mỹ. Chất lượng dịch vụ phòng nghỉ và các dịch vụ khác của các cơ sở được nâng cao theo hướng chuyên nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. Do chất lượng dịch vụ được nâng cao, khách phương xa tìm về với phố biển ngày một nhiều. Cửa Lò ngày nay không chỉ là điểm du lịch của quốc gia mà vươn tầm trở thành một điểm trong bản đồ du lịch quốc tế. Từ một bãi biển có nhiều ưu điểm thiên nhiên ban tặng đến một bãi tắm thân thiện, an toàn, còn có nhiều việc phải làm, đòi hỏi cố gắng của con người. Trong nhiều năm qua,
chính quyền và nhân dân thị xã đã chú trọng công tác quy hoạch và xây dựng để du khách có được một bãi tắm sạch sẽ, an toàn, thuận tiện như hôm nay. Ở đây, hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ khách tắm biển được xây dựng khá đầy đủ. Hệ thống cơ sở dịch vụ được tổ chức quy củ và quản lý thống nhất. Công tác đảm bảo an ninh trật tự và đảm bảo an toàn cho du khách được đặc biệt coi trọng. Ngoài 12 nhân viên trực tiếp điều hành tại trung tâm, chúng tôi hợp đồng thêm 55 người dân địa phương, người ta có chuyên môn bơi lặn rất giỏi, được tập huấn nghiệp vụ dài ngày và được tăng cường một số các phương tiện về để mà phục vụ công việc cứu hộ. Trong đó có một cái tàu lớn và 3 cano và 5 mô tô nước chuyên dụng. Ngoài ra là còn có hai đầu bãi tắm là có hai kính viễn vọng để quan sát toàn bộ cái bãi tắm xuống tận dưới cơ hội luôn. Rồi là tất cả các nhân viên đều được trang bị máy bộ đàm, liên lạc với nhau bằng máy bộ đàm. Nhiều lực lượng chức năng trên địa bàn tham gia rất đông. Anh em chúng tôi ở trong trung tâm là trực 100% quân số. Sáng là 4 giờ sáng là anh em là dậy chuẩn bị tất cả các phương tiện đảm bảo kiểm tra, cho ra triển khai các cái trọng điểm, các cái điểm tắm ở trên toàn bãi biển. Số lượt du khách về với Cửa Lò bây giờ ngày càng nhiều hơn. Mỗi người có một lý do riêng, sở thích riêng và cảm tình riêng. Tôi thì thích đi xe đạp này, đi xe đạp đôi buổi tối này, ra quảng trường Cửa Lò này và được đi bộ ven biển. Cảm giác đấy rất là thoải mái và dễ chịu ạ. Món ăn tôi thích nhất đó là mực ống chiên này và mực sôi luộc lên rất là ngon. Tiếng thơm cho vùng đất là một chuyện lớn, nhưng nó lại được góp nên từ những việc làm dù nhỏ của mỗi người. Đó là kết quả của phong trào nhân dân tích cực hưởng ứng quy định 50 của chính quyền thị xã đề ra. Không nâng ép giá, không chèo kéo đeo bám khách, không bán hàng rong, không làm tổn hại môi trường, không làm mất an ninh trật tự. Tiếng lành đồn xa, ngày nay mỗi năm có trên 2 triệu lượt du khách trong và ngoài nước tìm về với biển Cửa Lò. Cái duyên của biển còn có những phần nằm ngoài bãi tắm, vì vậy thị xã chủ trương gắn quyền lợi lâu bền của người kinh doanh với lợi ích cộng đồng. Trên 300 kiosk phục vụ bờ biển do nhân dân bỏ vốn đầu tư xây dựng theo quy hoạch chung của thị xã đã hoạt động có tổ chức và đầy tinh thần trách nhiệm. Chúng tôi kinh doanh ở đây thì trước mắt là trước hết là chúng tôi phải chọn một cái vị trí đẹp mà thông thoáng để khách ăn ngồi vừa ăn vừa cảm nhận được cái không khí của biển. Cái thứ hai nữa là cái đầu biển chúng tôi là phải chọn cho chuẩn để khách ăn coi như là không thể nào chê được về cái chất lượng của nhà hàng. Nhà hàng chúng tôi về đồ đặc sản biển đấy, có tôm tươi, mực tươi và có bể nuôi ghẹ tươi sống đấy. Thực phẩm thì chúng tôi chọn lựa rất là kỹ càng, có xuất xứ và rất là tươi ngon. Đội ngũ nhân viên thì được đào tạo qua trường lớp. Vốn là những người gắn bó nhiều đời với nghề biển và nghề nông, nay chuyển sang làm dịch vụ, bà con ở đây cố giữ cái tốt của nghề cũ và học cái hay của nghề mới. Ở đây thì nhà hàng của mình là nhà hàng Tháng Xuân, có lúc 16 thì từ trước đến giờ tất cả cái nói về du lịch ấy, thì người ta bao giờ nhắc đến Cửa Lò thì người ta bao giờ cũng nhắc đến là thân thiện và mến khách. Thì mình là một người kinh doanh với chiến lược là không phải là làm một mùa, hai mùa, mà ở đây là làm mãi mãi. Cửa Lò nói chung và ở quán nhà em nói riêng ấy, thì bao giờ cũng phải có một quy định rất rõ ràng là về giá cả sẽ được niêm yết sẵn trên bảng giá. Tất cả giá cả đều phải có sẵn là cái thứ nhất. Thứ hai về thái độ phục vụ thì kể cả tất cả các nhân viên của nhà hàng thì cũng phải làm như nào để khách vui lòng. Ở đây có nhiều nhà hàng hải sản nổi tiếng, nhưng cũng có những thương hiệu mộc mạc mà không kém phần ấn tượng. Những món ăn dân dã vốn gắn liền với cuộc sống của người dân lao động như cháo lươn, cháo nghêu, nay được nâng cấp trong sự chăm chút sáng tạo để phục vụ du khách. Bí quyết làm nên thương hiệu của bà con thực ra cũng chẳng có gì phải bí mật. Thì cháo nghêu thì ban đầu cũng không phải là nổi tiếng đâu.
nhưng mà mình dần dần mình hoàn thiện được từng tí, hương vị từ cái hương vị cho đến cái khẩu vị của người ăn, mình hoàn thiện từ khâu chọn hàng cho đến cái khâu chế biến là mình phải cẩn thận, phải tỉ mỉ. Chọn hàng thì vì hàng tươi, hàng sống, chất lượng đảm bảo, phục vụ cho khách cũng như phục vụ với gia cho gia đình như mình thôi. Tôi cũng nghĩ rằng đó là lý do là khách đến với nhà hàng càng ngày càng đông. Ngày nay, mỗi khi về với Cửa Lò, chúng ta không chỉ về với một bãi biển đẹp, không khí trong lành, mà còn về với một đô thị biển có đời sống tinh thần phong phú. Sự đa dạng của cuộc sống được tạo nên từ những sản phẩm tinh thần tinh tế, những món quà kỷ niệm nho nhỏ sau chuyến đi. Có một chút riêng gửi gắm trong món quà bởi nó được làm ra từ bàn tay của những người vốn nhiều đời chỉ quen cầm chèo, cầm cuốc. Hàng triệu lượt du khách về đây mỗi năm đòi hỏi thị xã khẩn trương mở rộng quy mô hoạt động. Phải có nhiều sản phẩm cao cấp, tuy nhiên cũng không thể không tính đến những bước đi phù hợp với tình hình kinh tế đất nước. Trong chiến lược phát triển, Cửa Lò vừa chú trọng phát triển hệ thống khách sạn cao cấp, đáp ứng nhu cầu cho đối tượng du khách có thu nhập cao. Đồng thời, thị xã chủ trương mở rộng hệ thống khách sạn, nhà nghỉ dành cho đối tượng có thu nhập trung bình. Dù ở phân khúc thị trường nào thì chất lượng dịch vụ của các cơ sở đều được chính quyền kiểm tra quản lý chặt chẽ, theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp. Đặc điểm này đã tạo lợi thế cho thị xã luôn giữ được bình ổn giá và có được sự đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu của mọi đối tượng. Thị xã Cửa Lò vốn là một miền quê ven biển thuộc huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Vì vậy, đến với Cửa Lò, bạn còn có dịp gần gũi với không gian sống của những người nông dân Việt Nam. Trong những làng cổ ven đô, vẫn còn đó cuộc sống êm đềm, tĩnh tại trong khung cảnh nguyên sơ mộc mạc của miền quê xứ Nghệ. Mỗi sáng, mỗi chiều, vẫn còn đó những bức tranh đẹp lung linh, huyền bí, mà chỉ có bút lực của đấng tạo hóa mới có thể sáng tạo được. Du khách có thể hòa mình trong nhịp sống yên bình của người lao động, để tận hưởng sự trong lành, tinh khôi của biển, của trời và của lòng người. Đây cũng là dịp mỗi con người trở lại với bản ngã, nguồn cội của mình. Nếu bạn muốn một lần hóa thân làm ngư ông, ngư bà đi câu mực nháy, hãy đến với biển vào buổi tối. Lênh đênh trên sóng bằng những con thuyền nhỏ sẽ cho ta cảm giác khác lạ về sự hùng vĩ bao la của biển trời. Mình được đi câu mực trong ban đêm như này, thưởng thức hương vị của biển. Và tuyệt vời hơn là mình có thể được ăn mực tại chỗ. Từ xưa, Cửa Lò đã được công nhận là một trong bốn địa danh có nước mắm ngon nhất nước ta. Ngày nay, tuy sản lượng không nhiều, nhưng những lò nước mắm thủ công ở đây vẫn cho sản phẩm giữ nguyên hương vị. Cũng vì vậy, khách sành ăn vẫn đến tận nơi này để tham nơi chưng cất nước mắm theo cách cổ truyền và không quên mang về chút vị riêng của biển miền Trung. Nhiều người thích đến với chợ hải sản phường Thu Thủy vì có cái chân chất trong phong cách bán mua của một chợ quê. Chợ Thu Thủy rất đa dạng về chủng loại hải sản. Cửa Lò, Cửa Hội là vùng biển giàu thủy sinh nên con tôm, con cua rất ngon và có hương vị riêng. Mực nháy cá thu của biển xứ Nghệ đang là thương hiệu mạnh trên thị trường hải sản. Cửa Lò có những điểm đến độc đáo vào loại có 102 như lò nướng cá thu Bà Nồm ở làng cá Cửa Hội. Đến đây, khách vừa có thể tận mắt chứng kiến cảnh nướng cá thu của ngư dân, vừa có thể tự tay chọn những miếng cá ưng ý mua về làm quà. Và đặc biệt là có thể thưởng thức tại chỗ món đầu cá thu nướng, một món ăn dân dã chế biến đơn giản nhưng lạ và thú vị nên khách nhớ lâu. Đến với biển Cửa Lò không đơn thuần là một chuyến đi tắm biển trong một không gian nóng.
Từ nơi đây bạn có thể đăng ký tham gia những tour du lịch tham quan về các di tích lịch sử, văn hóa, tâm linh và vãn cảnh thiên nhiên của đất trời xứ Nghệ. Với cung đường không xa, khách có thể đến các điểm tham quan du lịch hấp dẫn. Từ đây, bạn có thể về Nghi Xuân thăm khu tưởng niệm Đại Thi Hào Nguyễn Du, đến với đất Nam Đàn thăm làng Sen, làng Chủ, quê Bác. Từ đây, bạn có thể đến thăm viếng đền thờ ông Hoàng Mười, ông Nguyễn Sư Hồi, những người có công với dân, với nước. Ngược miền núi, bạn có thể đến với rừng quốc gia Cù Mát, nơi còn lưu giữ được những cánh rừng nguyên sinh hùng vĩ cùng nguồn gen động thực vật quý hiếm của thiên nhiên. Nếu đến Quỷ Châu, Quế Phong, du khách có thể đến thăm hang Đua, Thầm Ồm và thác Sao Va, những danh thắng của vùng núi miền Tây xứ Nghệ. Trở lại với những ngày cách đây không xa, cho đến năm 1980, Cửa Lò vẫn đang là một bãi biển được ít người biết đến. Trên địa bàn chỉ có 8 đơn vị làm du lịch. Trước năm 1994, về cơ bản, kinh tế của địa phương vẫn chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp và đánh bắt hải sản. Ngày nay, Cửa Lò là một đô thị biển có quy mô mở rộng, 7 phường, 2 xã với 5,3 vạn dân. Về kinh tế, Cửa Lò đang là một đô thị có sức vươn mạnh mẽ. Trong một thời gian ngắn, thị xã đã có những bước tiến vượt bậc và có ý nghĩa, đặt nền móng cho sự phát triển trong tương lai. Cho đến năm 2010, nguồn thu của thị xã đã đạt 250 tỷ đồng. Bình quân thu nhập đạt trên 35 triệu đồng mỗi người một năm. Ngày nay, Cửa Lò là một trong những địa phương đạt nguồn thu lớn nhất tỉnh. Du lịch và dịch vụ đã trở thành mũi nhọn trong chiến lược phát triển kinh tế và chiếm tỷ trọng ngày càng cao. Từ một vùng biển bãi ngang, trình độ dân trí chưa cao, đến một đô thị du lịch với những yêu cầu đặt ra về chất lượng nhân lực và nếp sống văn minh đô thị, cần một quá trình xây dựng. Với nhiều cố gắng trong những năm qua, thị xã không chỉ là nơi có nền kinh tế tăng trưởng mạnh, mà còn là một địa bàn có hệ thống giáo dục phát triển. Cửa Lò là địa phương đạt chuẩn quốc gia về giáo dục cũng như lĩnh vực y tế chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa mới được triển khai sâu rộng trong từng khối phố. Những nỗ lực và thành quả ấy đã làm nên gương mặt mới cho vùng đất. Quá trình thực hiện chuyển đổi cơ cấu của nền kinh tế được bắt đầu từ quá trình thay đổi nếp nghĩ, cách làm của mỗi con người. Chất lượng nguồn nhân lực quyết định hiệu quả sản xuất kinh doanh. Vì vậy, để ngành dịch vụ du lịch phát triển hơn nữa theo hướng chuyên nghiệp, tỉnh Nghệ An đã chú trọng đẩy mạnh công tác đào tạo. Trường Cao đẳng Du lịch Thương mại Nghệ An với quy mô 14 khoa, phòng và trung tâm đã thực hiện đào tạo 18 chuyên ngành du lịch và thương mại cho sinh viên. Trong 15 năm qua, trường đã đào tạo nghề cho trên 25.000 lao động và trên 30.000 học viên sơ cấp phục vụ cho nhu cầu địa phương. Điều này cũng góp phần lý giải vì sao Cửa Lò có được bước chuyển nhanh chóng và trở thành một đô thị du lịch có thương hiệu mạnh. Với nỗ lực của toàn dân, trong 5 năm gần đây, thị xã Cửa Lò đã đạt được những thành tựu to lớn và toàn diện. Nền kinh tế phát triển nhanh, vững chắc và duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân trên 19% năm. Tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 21% năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Cửa Lò ngày nay đã là một trung tâm kinh tế quan trọng của tỉnh, nhưng tầm vóc của nó không dừng lại ở đây. Cửa Lò còn một vị trí rất quan trọng nữa, đó là văn hóa. Người ta đến với Cửa Lò là người ta đã tiếp xúc với một cái nền văn hóa. Cửa Lò nó đặc trưng cho văn hóa xứ Nghệ, đậm đặc văn hóa xứ Nghệ. Mà tôi nghĩ rằng thì Cửa Lò đúng là đại diện, vừa là đại sứ cho nền văn hóa của xứ Nghệ. Để làm chuyện đó thì phải nói là Cửa Lò bắt tay ngay từ đầu là phải xây dựng con người văn hóa, khối xóm văn hóa, phường xã văn hóa, để mục tiêu cuối cùng là thị xã văn hóa. Thì Cửa Lò sẽ mở rộng không gian đô thị. Không gian của đô thị nó sẽ mở gần gấp đôi thế này.
và khi đó sẽ có điều kiện thuận lợi để cho Cửa Lò phát triển mạnh hơn, chúng ta có nguồn lực hơn để chúng ta thu hút đầu tư, kêu gọi tất cả các nhà đầu tư vào đầu tư trên địa bàn thị xã Cửa Lò, làm sao cho thị xã Cửa Lò trở thành một cái đô thị du lịch mà sản phẩm của Cửa Lò nó phải đa dạng, nó khắc phục cái tình trạng mùa vụ. Rồi đấy không phải là chỉ có 3 tháng nữa mà du lịch Cửa Lò phải là quanh năm. Cái đó mà gây là cái cơ bản phải phấn đấu lên thành phố, mà thành phố là đúng tiêu chí của thành phố, nó thực sự là thành phố. Chúng ta xây dựng một cái đô thị du lịch biển, một thành phố du lịch biển đúng với ý nghĩa của nó là thành phố xanh sạch đẹp, văn minh hiện đại. Trong chiến lược xây dựng Cửa Lò sớm trở thành một thành phố du lịch biển xanh, sạch, đẹp, giàu mạnh và văn minh, du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn. Du lịch Cửa Lò sẽ phát triển theo hướng bền vững, độc đáo và liên tục đổi mới trên cơ sở khai thác thị trường nội địa và mở rộng thị trường quốc tế. Quá trình hiện thực hóa những mục tiêu đang khẩn trương diễn ra ở đây. Tổ hợp sân golf 18 lỗ và khu khách sạn biệt thự cao cấp đã được xây dựng hoàn thành. Hai khu resort và tuyến du lịch đảo ngư cùng nhiều công trình lớn đang được khẩn trương thi công. Phố biển Cửa Lò mỗi năm lại mang một tầm vóc mới. Bước vào mùa du lịch năm nay, thị xã đã khẩn trương triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao chất lượng phục vụ du khách. Từng mét vuông hè phố, từng mét vuông cỏ, mỗi bóng cây xanh đều có sự chăm sóc chuẩn bị chu đáo với sự nhiệt tình của mỗi người dân. Năm nay, Cửa Lò tiếp tục đưa vào phục vụ quý khách nhiều loại hình dịch vụ mới. Với chủ đề xanh, sạch, đẹp, thân thiện, mến khách, mùa du lịch năm nay ở Cửa Lò đã mở ra. Hưởng ứng chủ đề thiên đường du lịch biển đảo do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phát động, thị xã Cửa Lò muốn đem đến cho du khách một sự mở đầu nhiều sự kiện mới đầy ấn tượng và hấp dẫn của năm du lịch 2011. Cùng thời điểm bác sĩ Alexander Yersin phát hiện ra Đà Lạt, các nhà khảo cứu cũng công bố Cửa Lò là một trong những bãi biển nghỉ dưỡng tốt nhất nước ta. Người ta ví Cửa Lò là viên ngọc xanh ở xứ Nghệ. Từ năm 1907, con người đã bắt đầu khai thác thế mạnh của bãi biển này. Nhưng phải đến bây giờ, với những nỗ lực lớn của con người, cái lung linh quý hiếm của viên ngọc xanh mới có dịp bộc lộ và trở thành điểm nhấn trên bức họa đồ xứ Nghệ. Ngàn đời nay cũng vậy, bây giờ vẫn vậy. Một ngày mới ở biển Cửa Lò lại mở ra với sự lộng lẫy, hoang sơ và trinh nguyên tinh khiết mà tạo hóa ban tặng.